chia sẻ về thực trạng du lịch của khách nước ngoài tại Hà Nội, Hoàng, 35 tuổi, hướng dẫn viên của một công ty du lịch inbound, chia sẻ, thông thường, khách đoàn của tôi đến Hà Nội không ở lại quá một đêm. Thậm chí nhiều người còn than phiền vì phải về khách sạn trước 12 giờ đêm vì chẳng có gì mấy để chơi. Thực tế, ngoài tham quan phố cổ, ăn uống, tham dự một số tour đêm chỉ tổ chức vào cuối tuần, những du khách nước ngoài cũng như nội địa như bị bó chân bó tay tại Hà Nội khi mặt trời lặn. Theo giới chuyên gia, chính vì chưa có nền kinh tế đêm phát triển, Hà Nội đã bỏ lỡ mỏ vàng lớn trong nhiều năm. Nhìn sang những thành phố không ngủ như Bangkok, hoạt động về đêm ở đây vô cùng sôi động, thúc đẩy du khách chi tiêu nhiều hơn. Tương tự, kinh tế ban đêm có giá trị khoảng 6% GDP nước Anh, tương đương 66 tỷ bảng Anh một năm. Trong đó, London được xem là điểm đến hàng đầu thế giới về cuộc sống ban đêm với những tụ điểm ăn chơi, giải trí, thưởng lãm nghệ thuật mở cửa đến 4 giờ sáng, đem đến chuỗi trải nghiệm vô tận cho du khách. Nhìn ra tiềm năng lớn ấy, Vinhome đã công bố ra mắt siêu tổ hợp mua sắm vui chơi giải trí Mega Grand World với quy mô gần 18,7 hectare. Nằm giữa Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3, thuộc thành phố điểm đến Ocean City, phía đông Hà Nội. Dự án dự kiến khai trương vào tháng 12 năm nay với kỳ vọng đón chọn dòng khách khổng lồ từ hơn 200.000 cư dân tương lai của Ocean City, hơn 10 triệu dân Hà Nội và các vùng lân cận cùng hơn 20 triệu lượt du khách mỗi năm. Mega Grand World Hanoi được định vị là mô hình mua sắm, vui chơi giải trí, trải nghiệm mở ngoài trời, hoạt động 24/24 giờ, với các chuỗi sự kiện về đêm. Nơi đây dự tính sẽ có quy hoạch với tỷ lệ 42% ngành hàng ẩm thực, 38% ngành hàng giải trí và vui chơi. Hiện nay, Mega Grand World đã thu hút được sự quan tâm, thương thảo của nhiều đối tác bán lẻ, dịch vụ, nhiều thương hiệu định vị như Starbucks, El Gaucho, Pizza 4P, Vietnam Specialty Expo, Trung Nguyên Legend Premium, Winning Zone, Mekong Connect, Italian Zone, Mì Long, Brunam, Highland Coffee, Louis Castel. Hầu hết các nhãn hàng lớn đều thích thú với mô hình mua sắm trải nghiệm lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, bởi đây hiện là xu hướng bán lẻ đang dẫn dắt thị trường mua sắm toàn cầu, khi kết hợp trải nghiệm cá nhân với mua sắm, đề cao cá tính, phong cách sống của khách hàng. Để hiện thực hóa mục tiêu khai sinh nền kinh tế đêm mới ở phía đông thủ đô, Vingroup cho biết đã chi hàng triệu đô la để phát triển chuỗi trải nghiệm bất tận với hai mũi nhọn là văn hóa nghệ thuật và mua sắm giải trí. Trong đó, nổi bật nhất là show diễn nghệ thuật thực cảnh trên sông The Grand Voyage lần đầu xuất hiện tại miền Bắc, được kiến tạo bởi ekip đạo diễn trẻ tài năng Dương Mai Việt Anh. Trên dòng sông Venice tại phân khu Venice của Mega Grand World, với một sân khấu biết di chuyển cùng sự hỗ trợ của âm thanh, ánh sáng và công nghệ biểu diễn hiện đại, đạo diễn Dương Mai Việt Anh và ekip hàng trăm người sẽ tái hiện chuyến viễn du băng qua năm đại dương với đích đến là cảnh giao thương tấp nập, thịnh vượng ở Mega Grand World Hà Nội. Để tiếp nối các trải nghiệm xuyên suốt một ngày của du khách, Vincom Retail cho hay sẽ tổ chức các hoạt động hoạt náo, văn hóa nghệ thuật tương tác vào các khung giờ như show diễn ánh sáng live moving, tép đen trên hai cầu bắc qua sông Venice, diễu hành định kỳ Mega Parade, chèo thuyền gondola, thưởng thức giọng ca của nàng tiên cá, biểu diễn điệu nhảy Taranta, biểu diễn belly dance trên bờ và chống hội.